Ok, chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Fullie Mini đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft Sunlight MC.tk. Và mình sẽ làm về tự động tạo đá cuội nè. Cái máy này thì mình sẽ đào với mục đích đó chính là do mình đưa đào đá cuội á, thì mình đào bên cái địa ngục để kiếm tiền. Thế cho nên mình không có gánh đào bên không gánh đào bên Overworld đấy, gọi Overworld đi. Thì khi mà chúng ta đào bên Overworld chúng ta sẽ có đá phát xạ các kiểu, nhưng mà mình thì giai đoạn đầu mình đang cần tiền, thế cho nên là mình cũng đang thiếu đá cuội nên mình sẽ làm cái em Cobble Stone Generator. Em này cần cái cục vàng gì đó nhìn rất là to tướng nhé. Do tập trước chúng ta đã làm cái em Solar Panel phiên bản Infinity, thế cho nên là hôm nay chúng ta sẽ làm thứ sử dụng điện, đó chính là em Cobble Generator này. Rồi nung lên thôi, 6 copper và 1 silicon. Rồi giờ mình sẽ bỏ vào 6 copper, 2 electrode magnet và 1 silicon. Bèm à, chúng ta có một hối vàng rồi. Bây giờ chúng ta cần double compress copper stone ít hả? Ok, y chứ. Rồi bây giờ chúng ta cần compress copper stone là cần 9, double compress là cần 2, 9 cái 9 là 81 copper stone. Rồi đi xuống bèm đẩy. Mình nhảy quá lâu hết, ý mình nhảy quá nhiều hết cho nên mình quen rồi. Đây mà chúng ta bỏ vô đâu đi, compress nó nha, bỏ vô đây hả? Ok 9, ok bẹp. Chúng ta đã có được compress copper stone. Bây giờ tôi sẽ chỉ nó thành double compress copper stone, có nghĩa là compress copper stone có nghĩa là đá nén anh em, nén 9 cục đá là thành một cục, còn double compress có nghĩa là nén mấy cục đá nén rồi lên nữa. Wow, nghe là thấy cứng rồi đó. Chúng ta cần một solar wire, một số nước và 4 cái max steel. Max steel rất đơn giản, chúng ta cần carbon và steel. Đâu, carbon và sắt và bột sắt. Max steel thì cần steel magnesium và magnesium ingot. Ok, quá hụt mấy công thức nữa rồi. Magnesium, carbon, iron. Bỏ vô. Ok, đây coi nè, bèm steel. Nhớ bấm từng cái anh em nhé, đừng có bấm hai cái, bấm hai cái là sẽ ra gan đấy. Mình gọi nó là gan chứ thật ra nó không phải là gan anh em ạ, bởi vì anh em biết rồi, damage steel là kiểu như là cục thép mà bị bể, kiểu như mình nung nó quá nhiều nó bể luôn. Ui. Ok, wow, sẵn tiện mình tới đây mình múc luôn. Chúng ta đã đầm được một cái xô dung nham và một cái xô nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ để vào chế tạo thôi. Đây, đầy đủ hết rồi. Cục này dưới nha, giữa bốn thằng ở góc, thằng lava với thằng nước ở đâu quên tiêu rồi. Cần cây cúc. Cúc kim cương full độ bền ạ. Violet. Còn kim cương không vậy? Rồi, hết kim cương luôn. Đi qua shop thôi chứ còn gì nữa. Shop. Sẽ mua 3 cục kim cương. Wow, nước đi này mình không ngờ luôn á anh em ạ. Ui, chả hiểu thiếu gì, không thiếu kim cương. Do mình nói là mình đâu có đào bên Overworld đâu hết cho nên là sửa lại. Ủa? Ơ? À, chơi gì kỳ vậy, không cho sửa hả? Ủa? Ờ... nước đi này là sao? What? Rồi thôi, mua thêm 2 cục kim cương đi, đầm cái đe, nhưng mà bây giờ hiếu sót quá, hiếu hốn quá. Rồi cái đe, ôi lộn nhầm, không phải cái đe mà là cây cúc mới. Wow, chỉ vì dùng cây cúc kim cương kia một lần mà bây giờ chúng ta phải làm lại cái mới á. What the fuck. Rồi bẹp, chúng ta đã có được basic couple generator, không có stone. Em này mình sẽ đặt nó trên cái chỗ sản xuất điện anh em nhé. Đó, và bây giờ nó sẽ sản xuất cúp một store cho mình. Đặt xuống. Đặt đây đi. Nó sẽ ngốm điện, ok. Mình đã quay trở lại. Bây giờ thì mình sẽ đào một cây saw of beheading. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là thanh gươm chặt đầu.
Bây giờ thì một cái nether code nó sẽ nether quartz nó sẽ có được một magic column, thì bốn cái sẽ ra một cái magic column 2, chúng ta cần 8 cái. Không có gì đâu anh em, bị nhắc nhéo các kiểu rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên đây. Trên đây mình nghe thiên hạ đồn đó chính là có cái scare spam anh em ạ, cho nên mình đã lên đây lần rồi và mình đã gặp cái qua đời scare thì mình đã làm cái gươm chặt đầu rồi, bởi vì công thức đó nó rất là đơn giản. Emerald play rồi xong ghost block nữa, block tàng hình rồi. Chúng ta có một cây play god, một hai cái emerald và magic column, quá đơn giản rồi anh em. Cẩn thận nhé, nó mà đi ra nó con vừa nói xong ui kiếm chặt đầu đâu đây đấy, mình nói rồi mà, có gì anh em phải cẩn thận nha, nó mà ra là không ổn đâu. Giờ mình sẽ làm cho cái khu này nó nhẵn lại đó, nhẵn nhịn đấy. Tưởng gì chứ trong ba cục obsidian này đọc bình thường không có gì cả. Bây giờ mình sẽ xây xong rồi mình quay trở lại, sẽ như thế này anh em ạ. Xung quanh sẽ là ba ô, dài ba ô, rộng ba ô, về mỗi hướng là ba ô. Rồi sau đó mình sẽ đứng ở dây mà mình chặt vào nó thôi, mình chặt đủ ba cái đầu mình quay trở lại. Mình đã chặt xong ba cái đầu, wow rất là lâu nên là cái đầu thứ ba mình chặt hoài không ra. Và anh em bây giờ mình đang xây một cái khu khu đánh vai the boss em nhé. Thì cái khu này thì mình sẽ cho nó vô đây và quả nó thôi. Các linh hồn thì mình làm, mình xài composter từ chuyển từ hai cát sang một cát linh hồn. Ok xây rồi. Oh, I am the fat boy. Rồi xong, lũng đổ luôn. Fat quá. Rồi bây giờ mình sẽ xung con wider ở trong đây luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Không, chưa có gì là tuyệt vời ở đây cả. Chúng ta phải chuẩn bị một trái táo vàng trước. Đó, con wider nó sẽ không bao giờ đi ra khỏi cái lồng này được. Cái lồng này là cái lồng kiên cố nhất thế giới này. Không một sinh vật hạ đẳng nào có thể đi ra khỏi cái dòng đó, trừ khi con wider boss này nó nào đằng đầu. Ok, bây giờ mình sẽ xung wider boss lên. Cái block ở trên nó nhìn nó khá là gà điệp. Rồi ui đặt và chúng ta cần đặt theo hình chữ dấu cộng màu mắt ở khúc ở trên và ba cái wider, ba cái đầu wider chứ, cắn táo vào. Bây giờ con wider nó không bao giờ trốn khỏi cái đầm này được anh em. Cái đầm này là cái đầm kiên cố nhất của đất, còn lâu nó mới có thể trốn khỏi đây được. Ui, nó mà trốn khỏi đây được thì tôi làm chó luôn á. Rồi ok, chuẩn bị nè, nó nổ phát là mình bay lên, mình múc nó đi, nó sẽ không bao giờ bay lên được cái lồng này. Khui, ok múc á. À, sao lại hế được nhờ. À, cái điệt cụ không ổn rồi đại dương ơi, không ổn rồi. Từ từ anh em, bây giờ mình sẽ gọi anh em bạn bè, cô cậu bạn gì của mình tới nhá. Múc con này á. Hu hu, anh em của tôi đâu? Đúng rồi, khui nó. Đúng rồi, dăm ba cái con này, ít cụ này. Bố lại sợ mày quá, à đâu, sợ hạt. Chơi nó này. Quẩy nó. Đây, em vô nhà cho. Em vô nhà thì mấy anh, em vô nhà để cho nó tập trung vô em, nó sẽ ở trên nóc và mấy anh đứng trên nóc, mấy anh gõ thôi. Ok, chơi đi anh, cứu em với hồng mu. Múc nó, đầu này là gai mà ngán à. Khui, vào nó hồi máu rồi. Tới đây luôn, thằng nào muốn tới thì tới. Anh em đông vui lắm. Rồi, lên. Ê, chơi nó. Đó, tôi xây cầu hang rồi đấy. Mấy em không chơi được nữa thì tôi chịu nhá. Đúng rồi, tình chơi nó. Đỏ nè, thấy máu của nó giảm chưa. Đỏ bay một khúc. Cố lên đi chan. Không sợ kê địch mạnh, chỉ sợ đồng đội thôi. Nhưng mà đồng đội ở đây thì thằng nào nấy sáu mũi được lưỡng. Đấy. Rồi đưa em cái Nether Star này. À này, mà đem. Đó, phải để phép gì vậy. Ok. Loot. Bây giờ thì mình sẽ làm cái beacon. Good. Ok, ăn cháo đá bát, ăn cướp đá bồ. Bây giờ thì mình sẽ làm cái beacon nhé. Beacon. Rồi xong không công thức luôn, do bạn chế tạo. Beacon.
chúng ta cần 3 obsidian, một cái nether star và 5 kiến. Quá đơn giản. Obsidian không bao giờ là hiếu cả. Rồi. Két két két. Beacon. Boom. Rồi. Ok, này mình sẽ cho nó là vội vàng anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bỏ đi. Bây giờ sẽ cầm cái cúc đỏ rất là nhanh luôn nhé. Bây giờ mình sẽ farm tiền rồi. Ok, video này kết thúc tại đây. Nếu em thích video này đừng quên bỏ được một like, đăng ký kênh, chia sẻ video này. Không đơn thế. Chào tạm biệt các bạn trong những video clip khác lần sau. Bye bye.